One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn Hi-Res, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ thứ bảy ngày 28 tháng 10. Trong video ngắn này, chúng ta sẽ cùng điểm qua các tin tức đã diễn ra trong đêm hôm qua cũng như rạng sáng hôm nay theo giờ địa phương. Bắt đầu với mặt trận Avdiivka. Quân đội Nga như chúng ta đã biết, vào thời điểm hiện tại thì họ đã kiểm soát hoàn toàn được phần bên phải của tuyến đường ray ở phía bắc. Tuy nhiên, các công tác do thám bằng máy bay không người lái nhằm thu thập thông tin để chuẩn bị cho các đợt giao tranh thì vẫn chưa thể thực hiện do tình hình thời tiết đang khá xấu. Còn đối với các đợt công kích bằng pháo binh thì vẫn đang diễn ra liên tục từ cả hai phe. Ở khu vực phía bắc Krasnohorivka thì ta nhận được một video mới cho thấy quân đội Nga dội hỏa lực vào một hệ thống công sự nằm dưới tuyến đường ray. Như trong các video trước chúng ta đã cùng thảo luận thì hiện tại người Nga đã vượt qua được tuyến đường ray này. Vì thế, mục tiêu tiếp theo của họ chắc chắn sẽ là mở rộng phạm vi kiểm soát thêm một vùng trông như thế này để từ đó làm bàn đạp cho các đợt đẩy trực diện nhắm tới Novokalinove. Ở phía nam Avdiivka thì quân đội Nga đã đăng tải một video cho chúng ta thấy liên tục là các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của họ. Một vài chuyên gia quân sự hiện cũng đã xác nhận việc người Nga thành công mở rộng vùng kiểm soát tại phía này cụ thể như sau. Suri Jakmap cho biết lực lượng vũ trang Nga đã thành công tiến thêm một vài hàng cây tại phạm vi nằm giữa Opine và Vodiane. Chuyên gia quân sự Riba thì cho biết quân Nga đã thành công xuyên thủng tuyến phòng thủ của kẻ địch cũng ngay tại vị trí vừa rồi. Thêm nữa, họ cũng đã dấn sâu được lực lượng của mình dọc theo tuyến đường giao thông dẫn từ Donetsk. Cụ thể là nó nằm ở tây nam Avdiivka, chính là đồn lũy này. Vì thế, đó chính là lý do vì sao những ngày qua thì các hoạt động quân sự của Nga ở phía Bắc lại giảm nhẹ, do họ đã tạm thời thay đổi sự chú ý của mình về phía Nam. Nếu như lực lượng vũ trang Nga thành công mở rộng phạm vi kiểm soát của họ tại phía này, thì họ sẽ tiến gần hơn đến trung tâm Avdiivka. Vậy nên các đợt giao tranh sắp tới cũng sẽ là rất quan trọng. Để đáp trả lại thì trong đêm hôm qua, quân đội Ukraine đã thành công thực hiện một đợt công kích bằng đạn chùm nhắm thẳng vào trung tâm Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ta có thể coi đây là một tội ác chiến tranh vì người Ukraine đã bất chấp việc đây vẫn là một khu vực đông dân cư mà dội hỏa lực vào. Thêm nữa, ta còn nhận được một video khá thú vị. Trong video này thì các binh lính trực thuộc trung đoàn Bohdan Khmelnytsky đã từng chiến đấu cho quân đội Ukraine, trong khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt dưới kết quả của các cuộc giao tranh mà họ đã bị bắt. Sau đó thì quyết định đầu hàng và phục vụ cho người Nga để chống lại Kiev. Đây có thể nói là một thành công lớn đối với quân đội Nga, vì như chúng ta đều biết thì họ sẽ cần thêm rất nhiều lực lượng để chuẩn bị cho giai đoạn mới của chiến dịch vào thời gian tới. Ở Novomikhailivka thì ta chỉ nhận được một thông tin duy nhất. Deep State Map hiện đã thay đổi hệ thống bản đồ của họ. Khả năng cao cũng là dựa vào chính video cho thấy một chiếc xe tăng của quân đội Nga tiến sát tới khu định cư và thực hiện các công tác dò và phá mìn mà ta đã cùng xem vào ngày hôm qua. Đến với Zaporizhia, ta chỉ nhận được hai video nằm cách xa tiền tuyến. Video đầu tiên ở Mykinske cho thấy một đợt công kích bằng tên lửa Iskander của quân đội Nga khiến cho một hệ thống pháo binh nữa hoặc thậm chí là thứ gì đó to lớn hơn đã bị phá hủy. Video thứ hai tại Novohorivka với nội dung là quân đội Ukraine đã thành công phát hiện ra một hệ thống thiết bị tác chiến điện tử được người Nga lắp đặt ở trên nóc tòa nhà. Sau đó thì họ đã dội hỏa lực vào bằng tên lửa Hima để phá hủy. Như vậy ta có thể thấy, dù rằng các đợt giao tranh trên mặt đất đã không diễn ra, nhưng đối với nhiệm vụ dành cho các đơn vị pháo binh thì họ vẫn còn rất nhiều thứ cần phải làm. Di chuyển đến mặt trận Kherson, ta nhận được hai video cho thấy quân đội Ukraine đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái tại hai cứ điểm phòng thủ của họ ở phía bên này của bờ sông, chính là tại Krymki và khu vực lân cận Pristevne. Video đầu tiên cho thấy họ đã thành công gây tổn hại hoặc thậm chí là phá hủy một xe tăng sau một vài đợt công kích, chứng tỏ rằng hiện tại quân đội Nga đang đập tan rất nhiều binh lực của họ tại khu định cư này, nhưng không phải là để tổ chức các đợt phản công rồi ép lui người Ukraine ra khỏi đây, mà chính là để tạo ra một hàng rào phòng thủ không thể xuyên thủng. Từ đó, dụ quân đội Ukraine tiếp tục đưa thêm binh lực của họ sang bên này, để từ đó quân đội Nga có thể tiêu hao họ từng chút một. Nói đơn giản hơn, thì đây chính là một cái bẫy mà quân đội Ukraine đang ngày càng lún sâu vào.
Đối với video tại khu vực Krimki thì cũng cho ta thấy các đợt công kích bằng máy bay không người lái. Lực lượng vũ trang Ukraine hiểu rằng họ sẽ cần nhanh chóng đẩy sâu hơn lực lượng của mình, chiếm được các chiến hào cũng như một vài hệ thống công sự để có thể có một vài nơi ẩn náu tránh khỏi các đợt pháo kích của quân Nga. Vậy như ta thấy, hiện tại lực lượng vũ trang Ukraine đã mở được hai cứ điểm phòng thủ ở bên này của bờ sông. Không chỉ vậy, ta còn nhận được tin tức cho biết việc họ cũng đã điều phối tiếp hai lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 và 36 về sát các khu định cư ở phía bên kia. Tức là hiện tại người Ukraine đang muốn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động quân sự của họ. Trước khi chiến dịch này diễn ra thì ai trong chúng ta cũng đều cho rằng đây là một hành động tự sát của lực lượng vũ trang Ukraine và nó sẽ là dấu chấm hết cho họ trong cuộc chiến lần này. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, giờ đây tình thế lại đang hoàn toàn trái ngược so với những gì mà chúng ta dự đoán. Tức là nó đang khá phức tạp. Vậy nên hãy cùng chờ đợi thêm các tin tức mới để có thể hiểu rõ hơn. Đến với một tin tức liên quan đến Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Zelensky. Trong hôm qua, ta nhận được một video cho thấy cuộc gặp gỡ của ông với một vài chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ và NATO. Chắc hẳn những gì họ thảo luận sẽ là về việc làm sao để tiền tuyến Ukraine không sụp đổ trước các chiến dịch mới của người Nga vào mùa thu và mùa đông sắp tới, cũng như là kế hoạch chuẩn bị cho các đợt phản công vào mùa xuân cũng như là mùa hè năm sau. Vậy là vào năm 2024 thì chắc chắn cuộc chiến này vẫn sẽ còn tiếp diễn, vì hiện tại vẫn chưa phe nào muốn bỏ cuộc và chấp nhận đầu hàng. Ở tiền tuyến Kupian, Liman thì chúng ta chỉ nhận được một video duy nhất cho thấy một đợt pháo kích của người Nga đã thành công phá hủy một hệ thống lựu pháo tự hành Grad mà quân đội Nga sử dụng để hỗ trợ công tác phòng thủ tại các khu định cư Kislivka và Kotliarivka. Cuối cùng, trong hôm qua, tờ Kiev Independent, một trong những tờ báo thân phương Tây rất nổi tiếng ở Ukraine, đã có bài phỏng vấn các binh sĩ Ukraine, nơi họ thừa nhận với truyền thông nước này về khó khăn cùng nỗi lo về việc Kiev sẽ không còn đủ nhân lực có khả năng chiến đấu trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 20 tháng. Binh lính Ukraine nói với Kiev Independent rằng họ lo lắng về việc không còn đủ nhân sự có khả năng chiến đấu để tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công và phản công trong cuộc xung đột với Nga vào thời gian tới. Theo đó, nhiều binh sĩ chiến đấu ở mặt trận Donetsk cho biết việc tạo được đột phá ở khu vực này ngày càng trở nên khó khăn hơn. Khi Nga tiếp tục đưa đạn dược và lượng lớn binh sĩ tới để tiếp viện cho tiền tuyến, các quân nhân Ukraine lo ngại không biết liệu họ có thể theo kịp nhịp độ chiến sự trong bao lâu. Roman, một binh sĩ đã và vào quân đội từ năm 2016, thừa nhận: nếu như Ukraine không còn những người có khả năng chiến đấu như chúng tôi, sẽ chỉ có những nhân sự thiếu kinh nghiệm trận mạc ra chiến trường. Trong khi đó, một lái xe, người được điều động đến lữ đoàn tấn công riêng biệt số 92 gần Bakhmut, cũng nói với báo chí rằng anh ta lo lắng về nguy cơ Ukraine cạn kiệt những quân nhân có tinh thần và kinh nghiệm chiến đấu. Tài xế có biệt danh Ninja thừa nhận: chúng ta đang dần cạn nhân lực, cuộc chiến này sẽ rất, rất dài. Hiện Ukraine chưa công bố số liệu binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến với Nga, nhưng hồi tháng 8, New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ ước tính con số này vào khoảng 500.000 người. Oleksandr Mirosnik, một lính bộ binh 31 tuổi đến từ Odessa, người từng phục vụ trong lữ đoàn cơ giới biệt động số 93, nói với Kyiv Independent rằng đơn vị của anh ban đầu có 110 người vào thời điểm tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, trong số 110 người ban đầu, giờ chỉ còn 4 người còn tác chiến vì các đồng đội của anh hoặc đã thiệt mạng hoặc bị thương. Marosnik cho biết: bạn không thể tưởng tượng những gì chúng tôi phải chịu đựng, bởi vì hãy tưởng tượng xem, việc chiến đấu và chứng kiến cái chết từ sáng đến tối, điều đó thật khủng khiếp. Hàng trăm nghìn người Ukraine đã nhập ngũ khi chiến sự với Nga bùng phát. Gia nhập lực lượng vũ trang của Kiev gồm 261.000 người khi đó, nhưng hơn một năm rưỡi sau, một loạt các cuộc chiến thương vong lớn, ví dụ như trận Bakhmut, đã làm giảm đáng kể lực lượng ban đầu. Giờ đây chỉ còn một phần nhỏ binh sĩ Ukraine phục vụ từ đầu cuộc chiến cho tới nay. Ukraine vẫn tiếp tục huy động thêm nam giới tham gia quân đội, nhưng tỷ lệ sống sót của tân binh thường thấp. Ngoài ra, việc đưa lực lượng thiếu kinh nghiệm ra chiến trường khiến cho việc tác chiến khó khăn hơn, vì tân binh chưa sẵn sàng về mặt tâm lý hoặc thiếu kỹ năng cần thiết. Mặt khác, việc chứng kiến đồng đội thiệt mạng mà phải dành tới 13 giờ mỗi ngày trong chiến hào cũng gây tổn hại nặng nề đến sức khỏe tinh thần của các binh sĩ Ukraine. Họ nói với Kyiv Independent rằng họ ngày càng cảm thấy kiệt sức. Với những người lính trên chiến trường đang mất đi những đồng đội lâu năm, đó là một cuộc chiến tiêu hao cả về tinh thần, thể chất
với một tương lai đầy bất định. Người lính 41 tuổi có biệt danh Anatoly thuộc lữ đoàn cơ giới số 28 nói: "Mặc dù bản thân anh không sợ chết, nhưng anh vẫn bị sốc trước số lượng đồng đội đã thiệt mạng." Người lính này thừa nhận: "Tôi chỉ muốn về nhà, tôi cảm thấy mệt mỏi. Khi nào cuộc chiến này mới kết thúc đây?" Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.